Chào mừng các em đến với chuyên đề lý luận văn học của lớp chuyên văn. Trước tiên, chúng ta cùng đến với chủ đề phong cách nhà văn. Chúc các em một tuần thật là may mắn và bình an. Sau đây chính là mục tiêu cần đạt của ngày hôm nay. Sau khi học xong bài này, thì thứ nhất, các em có thể trình bày được khái niệm phong cách, văn học và các yếu tố làm nên phong cách của một nhà văn. Thứ hai, các em có thể phân tích được phong cách của một tác giả cụ thể. Để học tốt nhất thì chúng ta có một số điều quan trọng cần phải chuẩn bị như sau. Trước hết, các em cần chuẩn bị một cuốn sổ ghi chép. Đây là cuốn sổ để chúng ta ghi nhanh các ý tưởng và ghi chép những nội dung quan trọng của bài học. Và thứ hai, sẽ hay hơn nếu chúng ta có những người bạn cùng học chung với chúng ta để cùng thảo luận và cùng chia sẻ các ý tưởng. Có một người bạn thật tốt để cùng học thật là vui phải không các em? Ta cùng đến với một hoạt động khởi động nhỏ nhé. Thầy sẽ cho các em thưởng thức một số tác phẩm nghệ thuật. Một số tác phẩm nghệ thuật ở đây có thể là bài hát, có thể là bài thơ. Và nhiệm vụ của các em đó là đoán xem ai là người thể hiện. Trong quá trình đoán thì các em nên chú ý vào những chi tiết, những dấu hiệu giúp trẻ em dự đoán chính xác. Ai là ca sĩ trình bày bài hát này? Tiếng hát nghe sao lòng nhẹ cơn sầu, dẫu có chút phương chút ân tình chôn dấu, đêm những nhớ thương thầm lặng trên tay, nghe sao buốt thêm ướt đôi vai gầy. Nếu không hát lên nặng lòng xa xưa, nếu không nói ra làm sao biết em thương ai, em thương ai, em sẽ nói anh nghe những điều chưa bao giờ. Bình minh khuất lấp sau màn đêm, chưa lâu nay anh đâu nào hay biết, hoàng hôn tắt nắng hay vì em không hiểu được anh, dẫm tan bao yêu dấu lối ta. Đây là hai bài thơ của ai? Mùa hè hay hởi gió nùng đông, thiếu nữ làm chơi quá giấc nồng, lược chút trẻ cài trên mái tóc.
yếm đảo chạy xuống dưới nương long, đôi gò bồng đảo sưng còn ngậm, một lạch đảo nguyên nước chưa thông, quân tử dùng rằng đi chẳng dứt, đi thì cũng dở, ở không xong. Một đèo lại một đèo, khen ai khéo tả cảnh treo leo, cửa son đỏ loét tùm hung nóc, hòn đá xanh gì lún phún thêm. Em hãy ghi nhanh vào sổ và đoán xem đây là tác giả nào. Đây là tranh của họa sĩ nào? Đây, nhìn vào những nét vẽ này, em đoán ra được tên của tác giả chứ? Bây giờ em có thể tạm thời pause clip này lại và cùng chia sẻ với bạn mình về hai câu hỏi sau. Câu hỏi thứ nhất, căn cứ vào đâu mà em nhận ra được những nghệ sĩ trong các cái tác phẩm mà thầy vừa trình bày về vấn đề cho các em trước đây? Và câu hỏi thứ hai là, theo em, một nghệ sĩ muốn ghi dấu được dấu ấn trong lòng công chúng thì cần điều gì? Chúng ta cùng trao đổi với nhau nhé. Vậy phong cách văn học là gì? Thế nào là phong cách của nhà văn? Chúng ta cùng tìm hiểu những câu hỏi trên nhé. Phong cách văn học là khái niệm để chỉ tính độc đáo, có ý nghĩa thẩm mỹ của hiện tượng văn học. Nói đến tính độc đáo là nói đến sự sáng tạo, là nói đến sự duy nhất, là nói đến sự phân biệt giữa bản thân đối tượng ấy và những đối tượng khác. Nói về ý nghĩa thẩm mỹ là chúng ta nói về cái đẹp. Phong cách văn học phải là một yếu tố mang tới cho chúng ta cái quan niệm, cái cảm nhận về cái đẹp. Phong cách nghệ thuật của nhà văn là một phương tiện của phong cách văn học. Phong cách nghệ thuật của nhà văn là biểu hiện tài nghệ của người nghệ sĩ ngôn từ trong việc đem đến cho người đọc một cái nhìn mới mẻ chưa từng có về cuộc sống, con người, thông qua những hình tượng nghệ thuật độc đáo và những phương thức, phương tiện thể hiện đặc thù, in đậm dấu ấn chủ thể sáng tạo. Như vậy, chúng ta có thể thấy, xét trên phương diện phong cách nghệ thuật của nhà văn, thì nó có cả phương diện nội dung và phương diện hình thức nghệ thuật. Phương diện nội dung, phong cách nghệ thuật của nhà văn cho thấy được một cái nhìn mới mẻ chưa từng có về cuộc sống. Nó thể hiện góc nhìn riêng, cách cảm thụ riêng, cách lý giải riêng, những khám phá riêng của người nghệ sĩ về hiện thực cuộc sống, về những vấn đề, những hiện tượng trong cuộc sống của chúng ta. Và về phương diện nghệ thuật, thì cái góc nhìn riêng đó, cái nhìn mới mẻ đó phải được thể hiện bằng một hình tượng nghệ thuật độc đáo, một hình tượng nghệ thuật mà nó thể thấy được cái dấu ấn nghệ thuật của nhà văn, đồng thời cũng gắn với những phương thức, phương tiện nghệ thuật đặc thù, những phương thức, phương tiện nghệ thuật mà nhắc tới phương tiện nghệ thuật đó là chúng ta hình dung đến tác giả đó. Vậy phong cách nhà văn có biểu hiện như thế nào? Chúng ta hãy cùng đi tìm hiểu. Về phong cách nghệ thuật của nhà văn, chúng ta cùng nói tới hai phương diện. Thứ nhất là cái mới mẻ, thứ hai là cái ổn định. Thế nào là cái mới mẻ? Cái mới mẻ thể hiện ở cách nhìn, cách khám phá cho tính cảm thụ với cuộc đời của người nghệ sĩ. Nó thể hiện cái đôi mắt riêng của người nghệ sĩ trong quá trình sáng tác văn chương. Ở đây ta có thể hình dung một cách rất đơn giản. Cùng một sự vật hiện tượng đó, nhưng người nghệ sĩ phải có góc nhìn riêng, cách cảm nhận riêng, cách lý giải riêng, cách khám phá riêng của anh ta về sự vật hiện tượng đó. Anh ta cần phải lách sâu vào trong hiện tượng để tìm ra bản chất, để nhìn thấy những sự thật ở đời, để nhìn thấy được những góc nhìn mà không phải ai cũng nhìn thấy được. Bên cạnh đó, người nghệ sĩ cần phải có giọng điệu riêng gắn liền với cảm hứng sáng tác. Giọng điệu riêng chính là cái chất giọng rung lên trong thanh quản của người nghệ sĩ mà ta chỉ cần nghe thôi đã có thể hình. Về phong cách nghệ thuật của nhà văn, chúng ta có thể lấy một ví dụ tiêu biểu, đó chính là phong cách của Nguyễn Du trong tác phẩm Truyện Kiều, hay còn biết đến với một cái tên gọi khác là Đoạn Trường Tân Thanh. Cũng trong Truyện Kiều, phong cách nghệ thuật của Nguyễn Du thể hiện qua hai phương diện, đó là cái mới mẻ và cái ổn định. Về phương diện cái mới mẻ, thì đến Nguyễn Du dòng chảy chủ nghĩa nhân đạo của văn học dân tộc đã có rất nhiều những quan điểm mới mẻ. Về cái ổn định thì lặp đi lặp lại trong Truyện Kiều chính là những cái nét đặc trưng, những cái vân chữ, những cái dấu vân tay nghệ thuật riêng của Nguyễn Du thể hiện qua thuyết tài mệnh tương đố, thể hiện các nguyên tắc kể chuyện và thể hiện qua nghệ thuật ngôn từ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào tìm hiểu từng yếu tố cụ thể. Tư tưởng nhân đạo rất mới mẻ. Các em còn nhớ khái niệm chủ nghĩa nhân đạo chứ? Chủ nghĩa nhân đạo là một hệ thống các tư tưởng đề cao tôn vinh giá trị của con người. Trong văn học, chủ nghĩa nhân đạo có những biểu hiện như sau: 1. Tôn vinh vẻ đẹp của con người. 2. Cảm thương cho số phận đau khổ của con người. 3. Tố cáo các thế lực chà đạp lên con người. 4. Nâng niu, trân trọng ước mơ chính đáng của con người. Soi chiếu vào những biểu hiện ấy, vào Truyện Kiều, không khó để nhận ra những nét mới mẻ của Nguyễn Du. Khi tôn vinh vẻ đẹp của nhân vật, Nguyễn Du đã đề cập đến vẻ đẹp tài năng của nhân vật. Nguyễn Du đã rất trân trọng và đề cao tài năng của Thi Kiều, đặc sắc nhất là tài đàn. Trong văn học trung đại, ít khi người ta đề cao cái tài của phụ nữ. Vậy mà ở Kiều, tài năng ấy được Nguyễn Du ca ngợi và tôn vinh.
Điều này mở ra một khía cạnh khác trong tư tưởng nhân đạo của Nguyễn Du. Ông quan tâm đến số mệnh của những người tài hoa trong xã hội và xót xa đau đớn trước thân phận chân chuyên của họ. Khi nói về phẩm chất của Thúy Kiều, Nguyễn Du đã thể hiện cái nhìn mới mẻ, tiến bộ, vượt thời đại. Như chúng ta đã biết, Thúy Kiều phải đứng trước sự lựa chọn vô cùng khó khăn, bán mình chuộc cha. Chính lựa chọn ấy khiến cho số phận của tác phẩm Đoạn Trường Tân Thanh cũng chân chuyên như chính cuộc đời Kiều vậy. Có người cay nghiệt mà rằng Đoạn Trường cho đáng thiếp tà dâm, nhưng Nguyễn Du không đồng tình với quan điểm ấy. Tố Như đã để cho Kim Trọng nói ra những lời thật hay. Như nàng lấy hiếu làm trinh, bụi nào cho đục được mình ấy vây. Một chữ trinh sao đủ để phán xét một nhân cách con người. Một chữ trinh sao thay đổi được sự thật là Kiều là một con người hiếu thảo, một người tình thủy chung, một con người hiểu rõ nhân phẩm và giá trị của mình. Một tư tưởng như thế được phát ngôn vào thế kỷ 18, Nguyễn Du quả là có con mắt trông thấu sâu cõi, có tấm lòng nghĩ thấu muôn đời. Chủ nghĩa nhân đạo cảm thương cho số phận của con người. Nguyễn Du cắt nghĩa số phận đau khổ của con người dưới quan điểm triết học của riêng ông, đó là thuyết tài mệnh tương đố. Mở đầu truyện Kiều, Nguyễn Du viết: trăm năm trong cõi người ta, chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau, trải qua một cuộc bể dâu, những điều trông thấy mà đau đớn lòng. Lạ gì bị sắc tư phong, trời xanh quen thói, má hồng đánh ghen. Hóa ra, lối đoạn trường của những kiếp tài hoa không phải chỉ đến bởi những thế lực xã hội chà đạp họ xuống bùn đen, mà sâu xa hơn là sự xoay vần của tạo hóa, chữ tài liền với chữ tai một vần. Nghịch lý tài mệnh đẩy đưa họ vào những khúc quanh bi kịch, thấm thía nỗi đau tận cùng. Chủ nghĩa nhân đạo đã tố cáo các thế lực chà đạp lên con người. Nguyễn Du đã cho thấy một xã hội với đầy đủ chân dung của những kẻ bất nhân chà đạp lên số phận của những con người bất hạnh. Đó là quan lại, đó là các thế lực nhà chứa. Đặc biệt, Nguyễn Du đã đề cập đến vai trò của đồng tiền trong việc tha hóa con người và đẩy những kẻ lương thiện vào chỗ đau khổ. Giống như Banzac đã từng nhận xét, đồng tiền lăn tròn trên từng đáy lương tâm. Cuối cùng, chủ nghĩa nhân đạo nâng niu, trân trọng khát vọng chính đáng của con người. Ở truyện Kiều, nổi bật lên là hai khát vọng lớn. Khát vọng tự do yêu đương, thể hiện qua mối tình Thúy Kiều, Kim Trọng. Khát vọng xã hội công bằng, gửi gắm qua hình ảnh nhân vật Từ Hải. Khát vọng tự do yêu đương là một điểm quá mới mẻ trong truyện Kiều, có thể nói là một cuộc cách mạng. Lần đầu tiên trong văn học trung đại, ta bắt gặp một cô gái dám xăm xăm băng lối vườn khuya một mình, đi theo tiếng gọi của tình yêu. Thật táo bạo, thật dũng cảm, thật gan dạ, thật mãnh liệt. Và cũng lần đầu tiên trong văn học trung đại, chúng ta bắt gặp hai người trẻ vì yêu mà tự nguyện đến với nhau và tự do đính ước, không phải chịu cảnh cha mẹ đặt đâu con ngồi đó. Vầng trăng vằng vặc giữa trời, đinh ninh hai miệng một lời song song. Còn về giấc mơ có một xã hội công bằng, Nguyễn Du gửi gắm cả vào nhân vật Từ Hải, người anh hùng dọc ngang nào biết trên đầu có ai, đã cho Kiều cơ hội báo ân và báo oán. Từ Hải không phải vua mà có binh quyền ngang vua, có thể tạo dựng công lý, lẽ phải cho xã hội. Điều này có lẽ không nằm trong khuôn khổ nho giáo, với tư tưởng trung quân mà chỉ trung là tuyệt đối. Phải chăng Nguyễn Du tự mâu thuẫn với chính mình nơi nhân vật Từ Hải? Phải chăng vì thế, dù Nguyễn Du trân trọng nâng niu, gửi gắm vào Từ Hải bao ước mơ hy vọng, cuối cùng chính ông đoạn đành xuống tay giết chết chính nhân vật của mình? Vậy phải chăng trong suốt cuộc đời sáng tạo của một người nghệ sĩ, phong cách nghệ thuật là bất biến? Trong suốt cuộc hành trình sáng tạo, phong cách nghệ thuật của tác giả không phải lúc nào cũng bất biến. Trong lịch sử văn học, cũng ghi nhận rất nhiều những trường hợp mà nhà văn trong quá trình sáng tạo của mình đã có những biến đổi phong cách nghệ thuật. Lấy trường hợp nhà văn Nguyễn Tuân là một ví dụ. Ở đây ta có thể quan sát sơ đồ. Cuộc hành trình sáng tạo của Nguyễn Tuân, trước hay sau thì đều là một cuộc hành trình đi tìm cái đẹp và cái thật. Tuy nhiên, trên chặng hành trình ấy, ta có thể lấy cột mốc năm 1945 một cột mốc quan trọng. Trước 1945, cái đẹp mà Nguyễn Tuân tìm kiếm là một cái đẹp đặc tuyển. Đó là cái đẹp hội tụ ở nhân vật có tên tuổi cụ thể. Đó là cái đẹp tài hoa nghệ sĩ mang tính cá nhân. Ta có thể lấy ví dụ tiêu biểu tác phẩm Chữ Người Tử Tù với cái đẹp đặc tuyển hội tụ cho nhân vật Vấn Cao. Sau năm 1945, với cột mốc là Cách mạng tháng 8, thì Nguyễn Tuân, nhà văn ấy đã mở rộng tâm hồn mình ra để đón nhận vẻ đẹp của cuộc sống mới, của con người mới và đi tìm cái đẹp trong quần chúng nhân dân. Lúc này, trong tác phẩm của ông đã xuất hiện nhân vật vô danh, ông đi tìm vẻ đẹp ở những người lao động bình dị. Có thể lấy ví dụ tiêu biểu đó là tác phẩm Tùy Bút Sông Đà với nhân vật ông lái đò chất vàng người Tây Bắc. Hai thời kỳ tuy có biến đổi nhưng tụ chung lại vẫn đầy nhất quán.
Đó là cho dù là cái đẹp nào, thì với Nguyễn Tuân, cảm hứng của ông luôn hướng về cái đẹp siêu việt, gây ấn tượng mạnh, đập mạnh vào giác quan. Nếu là thiên nhiên thì là mưa gió thác cảnh dữ dội, nếu là con người thì phải là những tài năng siêu việt. Và tất cả đều thống nhất trong quan niệm của Nguyễn Tuân về tư cách của người nghệ sĩ. Dù làm nghề gì, chỉ cần thật tài hoa và tuyệt đỉnh trong nghề của mình thì anh đã có tư cách nghệ sĩ rồi. Em biết truyền thuyết về Phượng Hoàng Lửa chứ? Người Ai Cập vẫn kể huyền thoại về một loài chim đặc biệt. Một loài chim làm tổ ở trên đỉnh núi cao nhất với những cảnh quế rất thơm. Một loài chim mà cứ 300 năm một lần sẽ trầm mình trong lửa đỏ để cháy thành tro. Từ đống tro tàn, Phượng Hoàng trỗi dậy. Trẻ trung hơn, mạnh mẽ hơn, rực rỡ hơn, diễm lệ hơn trước. Phải chăng có những nghệ sĩ mà cuộc hành trình sáng tạo của họ cũng như Phượng Hoàng Lửa trong thần thoại vậy? Họ phải tự đốt cháy chính mình, tự đốt cháy con người của ngày hôm qua, tự đốt cháy con người cũ, để rồi tái sinh trong thời đại mới, con người mới, một phong cách nghệ thuật mới. Vậy làm thế nào để chúng ta nhận ra được phong cách của một nhà văn? Chúng ta cần làm đó chính là thao tác so sánh. Và đây cũng là điểm thầy muốn lưu ý với các em khi chúng ta làm nghị luận văn học. Khi chúng ta gặp những đề liên quan đến phong cách hay sự sáng tạo hay sự độc đáo, thì chúng ta bắt buộc phải làm thao tác so sánh. Ở đây chúng ta có thể so sánh theo hai cách. Cách thứ nhất, ta so sánh tác phẩm của tác giả này với tác giả khác để cho thấy cái độc đáo của tác giả. Ví dụ, để cho thấy được cái nét mới mẻ của nhà văn Nam Cao, khi thay tác đề tài người nông dân, chúng ta có thể so sánh Nam Cao với các nhà văn trước đó như là Ngô Thật Tố, như là Nguyễn Công Hoan để thấy được rằng ở Nam Cao, cái mới mẻ nhất của ông chính là sự khám phá đề tài qua chủ đề sự tha hóa, nơi con người bị đầy ải cả về nhân hình, cả về nhân tính và nơi ở trong tận cùng của đau khổ, nhà văn lại có thể tìm thấy hạt mầm của tính người. Bên cạnh đó, chúng ta cũng có thể so sánh các tác phẩm của cùng tác giả để nhận ra được cái ổn định. Khi ta đọc một loạt các tác phẩm của tác giả theo tiến trình thời gian, em sẽ dễ dàng nhận ra được những cái nét đặc trưng được lặp đi lặp lại có tính quy luật trong hệ thống sáng tác của tác giả. Và đó chính là những cái dấu hiệu đặc trưng để chúng ta nhận diện được phong cách của tác giả. Khi so sánh các tác phẩm của tác giả, thì em cũng sẽ nhận ra được rằng sự biến đổi phong cách của tác giả qua các thời kỳ nó được biểu hiện cụ thể như thế nào. Vậy đã bao giờ em tự hỏi sẽ thế nào nếu một nghệ sĩ độc đáo mất đi giữa cuộc đời này? Có lẽ khi ấy, mọi chuyện sẽ giống như ánh đèn sân khấu này. Ánh đèn sân khấu để tưởng nhớ Anna Pavlova. Anna Pavlova là một nghệ sĩ ballet nổi tiếng, đã có nhiều cách tân được ghi nhận. Anna Pavlova đã mất trước khi kịp diễn vở Hồ Thiên Nga, vở kịch cuối cùng của bà. Và mọi người quyết định sẽ không có diễn viên nào thay thế Anna Pavlova trong vở kịch ấy, mà thay vào đó họ để trống một khoảng trên sân khấu. Một khoảng trống tĩnh lặng. Một khoảng trống đủ để khán giả ngỡ ngàng nhận ra. Mãi mãi về sau, thế giới này sẽ không có một Anna Pavlova thứ hai nữa. Như vậy đấy các em ạ, một người nghệ sĩ độc đáo xuất hiện trên thế giới này cũng giống như một ánh sao băng quét ngang qua bầu trời nghệ thuật. Một ánh sao băng rực rỡ để lại cho chúng ta biết bao hoài niệm, hy vọng, ký ức, khát khao, nhớ nhung. Một ánh sao băng mà khi vụt tắt thì chỉ còn lại một bóng tối sâu thẳm. Không có một ánh sáng nào có thể thay thế được. Không có một vì sao thứ hai nào có thể thay thế được. Cũng có người lại ví văn học sử, văn học của dân tộc giống như một phòng triển lãm vậy. Và phòng triển lãm ấy, mỗi tác giả sẽ là một bức tranh. Vậy, sẽ có những tác giả, một bức tranh đặc biệt, mà nếu vì một lý do gì đó bức tranh ấy mất đi, thì bức tường đành bỏ trống, không thể nào tìm một bức tranh khác mà thay thế vào. Vì sao nhà văn cần phải có cho mình một phong cách riêng? Nhà thơ Lê Đạt từng nói, mỗi công dân đều có một dạng vân tay, mỗi người nghệ sĩ thứ thiệt đều có một dạng vân chữ. Một đặc điểm, một dấu hiệu riêng biệt để nhận diện người đó. Em hãy thử nghĩ xem, nếu như đọc một tác phẩm văn học mà ta không thể nào có dấu hiệu để nhận biết tác giả ấy là ai, nếu như ta nhìn tác giả ấy mờ mờ nhân ảnh trong vô số những tác giả nhàn chán, giống nhau, thì liệu rằng em còn yêu thích và đam mê văn chương? Có lẽ cũng vì vậy mà Federico Garcia Lorca, nhà thơ nổi tiếng Tây Ban Nha, đã có một lời đề từ: khi tôi chết, hãy chôn tôi với cây đàn. Lorca, người mở đường tinh anh và đầy sáng tạo, lại có một nguyện vọng rằng, khi chết đi, hãy chôn mình với cây đàn, hãy chôn tất cả văn chương của Lorca đi, hãy lãng quên Lorca đi, bởi vì Lorca nhận ra rằng
Đó chính là phương cách duy nhất để mình không trở thành hòn đá lớn cản trở con đường sáng tạo của những nghệ sĩ thế hệ sau. Bởi vì hơn ai hết, Loka nhận ra rằng mỗi người nghệ sĩ cần phải có một dấu vân tay nghệ thuật riêng. Để kết lại bài dạy này, thầy sẽ đọc một bài thơ mà thầy rất yêu thích. Đó là bài Thời gian của Văn Cao. Thời gian qua kẽ tay làm khô những chiếc lá. Kỷ niệm trong tôi rơi như tiếng sỏi trong lòng giếng cạn. Riêng những câu thơ còn xanh, riêng những bài hát còn xanh và đôi mắt em như hai giếng nước. Tất cả rồi cũng sẽ qua đi, mọi thứ rồi cũng sẽ lãng quên. Chỉ còn nghệ thuật, chỉ còn văn chương, chỉ còn tình yêu là ở lại. Và người nghệ sĩ, nếu muốn ở lại sau những cái biến cố của thời gian, sau những thăng trầm của lịch sử, thì anh ta phải có một giọng điệu riêng, phải có một dấu ấn riêng, phải có một chân dung riêng, tức là anh ta phải có một phong cách riêng. Bài học của chúng ta như vậy đã hết. Bây giờ trước khi tắt video này, chúng ta cần dành một chút thời gian để điểm lại xem các mục tiêu cần đạt chúng ta đã đạt được hay chưa nhé. Với bài học này, sau khi học xong, thì em cần trình bày được khái niệm phong cách của nhà văn. Em cần phải nắm được rằng phong cách liên quan tới những nét độc đáo, liên quan tới cái nhìn riêng, liên quan tới những cái giọng điệu riêng và những cái thủ pháp nghệ thuật riêng của nhà văn. Khi chúng ta đi vào phân tích phong cách nghệ thuật của nhà văn, thì em cần chú ý những cái nét mới mẻ và những cái nét ổn định. Thứ hai, em cần biết cách phân tích phong cách của một tác giả cụ thể. Khi phân tích phong cách của một tác giả cụ thể, thì chúng ta sử dụng thao tác lập luận, đó là so sánh. Em có thể so sánh tác giả với các tác giả khác để thấy được nét mới mẻ, hoặc là so sánh các tác phẩm của cùng tác giả để cho thấy được cái ổn định và sự biến chuyển phong cách của tác giả theo thời gian. Bây giờ, một lần nữa, em hãy điểm lại các mục tiêu cần đạt này và đánh dấu tích nếu như em cảm thấy rằng mình đã nắm vững bài. Nếu không, thì hãy xem trở lại video clip và tiếp tục tìm hiểu sâu hơn. Chúc các em thành công! Hãy like và follow blog Chuyên Văn để theo dõi các bài giảng tiếp theo và tra cứu nguồn tư liệu văn học hữu ích các em nhé!